Việt Nam tăng trưởng ảo, vỡ nợ thật. Trái với những báo cáo và con số thống kê tăng trưởng GDP nhảy múa hỗn loạn từ 6,8% cho đến 7,2% và còn có khả năng tăng thêm hơn 25% nếu theo cách tính mới của Tổng cục Thống kê, bầu không khí ảm đạm đang bao trùm thị trường bất động sản Việt Nam. Kết quả kinh doanh xuống dốc không ngừng khiến cho hầu hết các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề này đều đứng trước nguy cơ đóng cửa, phá sản hay co cụm, cắt giảm chi phí và nhân sự. Sự kiện tổ hợp Coco Bay đình đám nhất miền Trung đã chính thức vỡ trận, có lẽ sẽ khởi đầu một loạt các dự án trị giá tỷ Mỹ Kim tuyên bố phá sản để thoát khỏi áp lực, trả lại cam kết cho khách hàng. Hành động phủi tay sau khi đã ăn no của các cá mập cũng là điều không lạ, nhưng một thực tế cần nhìn nhận là sức khỏe của nền kinh tế đang suy giảm rõ rệt và khoảng cách giữa nhu cầu thật và những cơn đầu tư hoang tưởng là cả một vực sâu. Ngốn tới 31,7% nguồn vốn tín dụng của nền kinh tế trong năm 2018, nhưng trong thực tế, con số này có thể lớn hơn rất nhiều. Bất động sản luôn là một trong năm lĩnh vực quyết định sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam trong hai thập niên gần đây, bên cạnh khai khoáng, xuất khẩu lao động, kiều hối và vé số. Một sự kiện khác gây nhiều sự chú ý dư luận trong năm 2019 là việc bắt giữ và truy cứu hình sự đối với ban lãnh đạo công ty bất động sản Alibaba, mà những vi phạm luật pháp của tập đoàn này cho thấy công tác quản lý đất đai đang vô cùng hỗn loạn. Thực trạng này đã tồn tại từ hàng chục năm nay, mà Alibaba chỉ là một ví dụ trong hàng ngàn công ty bất động sản làm ăn theo kiểu 40 tên cướp. Tuy nhiên, có lẽ Alibaba là công ty có sự phát triển đột phá rầm rộ nhất với chiêu thức đa cấp trên nền đất nông nghiệp quy mô lớn hàng trăm mẫu đất. Cách thức làm ăn táo bạo này nếu không bị ngăn chặn thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn mảnh đất nào để cho các đại gia ngành bất động sản và các quan chức chính quyền chia nhau. Nếu nói về bản chất thì từ Coco Bay của Nguyễn Đức Thành tới Alibaba của Nguyễn Thái Luyện không có gì khác nhau. Nạn nhân cuối cùng thì luôn là những con mồi tham lam. Thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển đến bước cuối cùng của mô hình Ponzi và thực tế không thể tránh né, đó là thị trường không còn tiền nữa. Năm 2019, các đợt thanh tra trong chiến dịch đốt lò của ông Tổng Trọng, Vô Hình Chung đã rút dây động rừng, khiến cho các dự án bất động sản đình trệ, nguồn cung ở một số địa phương suy giảm mạnh, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất. Lượng cung cấp và giao dịch ở thành hồ đều giảm tới 80% so với năm trước đó. Năm 2018, ngân sách thành phố có nguồn thu từ đất ở vào khoảng 22.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,32% tổng thu. Đến thời điểm hiện tại, ngân khoản thu từ đất tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng 40% so với năm 2018. Ở đỉnh tăng trưởng bất động sản phía Bắc, Hà Nội ghi nhận mức thu từ đất tính đến tháng 10 năm 2019 giảm chỉ còn 63,9% so với cùng thời điểm năm 2018. Nhận định chung trên toàn quốc, ngân khoản thu từ đất năm 2019 sẽ chỉ còn 60% so với năm 2018. Có lẽ việc thất thu một khoản tiền lớn như vậy đã khiến cho nhà cầm quyền bấn loạn và chấp nhận chơi canh bạc cuối cùng, đó là thông qua luật đặc khu kinh tế, hầu mong cứu vãn tình trạng, ngân sách đang như dòng sông đã cạn, bất chấp các hậu quả lâu dài về an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực khai khoáng, dầu khí vẫn là trụ cột. Trong năm 2018, ngân khoản thu từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đạt 121 triệu 300 ngàn tỷ đồng, tương đương với 8,54% tổng thu ngân sách. Năm 2019, do giá dầu thế giới tăng nhẹ so với năm 2018, kỳ vọng là ngân khoản thu từ dầu khí sẽ chiếm khoảng 9% tổng thu ngân sách. Tuy vậy, việc thất thu lớn từ đất khiến mức tăng trưởng bấp bênh của ngành dầu khí không đủ sức bảo đảm cho cân đối tài chính quốc gia được bao nhiêu. So với thời kỳ đỉnh cao, khi dầu khí chiếm tới 30% tổng thu ngân sách, thì rõ ràng mức giảm xuống chỉ còn khoảng 8-9%, khiến cho những tính toán của giới cầm quyền
hoàn toàn phá sản. 7 tỷ Mỹ Kim mà PVN đã bỏ vào các dự án như Junin 2 ở Venezuela trong giai đoạn ông Đinh La Thăng làm chủ tịch tập đoàn đã một đi không trở lại. 11 trên 13 dự án liên doanh đầu tư nước ngoài đều báo cáo thua lỗ, phá sản, và để trả hết khoản nợ đó thì chắc chắn từng hàng thế kỷ nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Một thực tế là giá dầu sẽ không còn tăng lên đến 100 Mỹ Kim một thùng nữa do nguồn cung ứng trên thế giới dư thừa vì sản lượng khai thác dầu đá phiến tại Hoa Kỳ gia tăng đột biến. Trong khi đó, các mỏ dầu Việt Nam sắp cạn kiệt. Trữ lượng dầu được ghi nhận ở các mỏ chủ lực như Bạch Hổ, theo chuyên gia Vietso Petro tính toán, chỉ tới năm 2023 sẽ không còn dầu để bơm lên. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là thảm họa cho nền kinh tế sau hơn 4 thập niên vẫn phụ thuộc vào khai khoáng và xuất khẩu tài nguyên thô. Các mỏ dầu khí mới có trữ lượng cao như cá sông đỏ, lăng đỏ, cá voi xanh thì Hà Nội lại phải chờ sự cho phép khai thác của Bắc Kinh. Nếu so với hai lĩnh vực bất động sản và dầu khí, rõ ràng nguồn thu từ lĩnh vực xuất khẩu lao động có tính bền vững hơn nhiều. Xuất khẩu lao động là một khái niệm thô bỉ, thiếu nhân tính của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, bị Tổ chức Lao động Thế giới khuyến nghị phải thay đổi khái niệm vì con người không phải là hàng hóa. Số lượng lao động xuất khẩu năm 2019 có thể vượt mức 120.000 người, và theo như những công bố trước đây, thì lượng lao động này mỗi năm đem về cho Việt Nam khoảng 6 tỷ Mỹ Kim. Con số này trong vòng 15 năm qua đã gia tăng nhanh chóng với mức tăng trưởng trung bình từ 10 đến 15%. Ít nhất khoảng 20% số người lao động này sau khi hết hạn hợp đồng đã tìm mọi cách để ở lại bất hợp pháp. Bên cạnh lực lượng lao động đi theo đường chính ngạch, thì một lực lượng lao động chui rất lớn đã được xuất khẩu sang các nước Tây Âu bằng container đông lạnh, kết hôn giả, du lịch và du học sinh. Thảm họa xảy ra tại Anh Quốc khi 39 người Việt Nam chết ngộp trong một chiếc xe container là sự kiện khiến châu Âu bắt buộc phải tiến hành những điều tra đầy đủ về các đường dây đưa lậu người thuộc tầm cỡ quốc tế, mà Việt Nam là cái tên xếp đầu bảng trong lĩnh vực vô đạo đức này. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam coi xuất khẩu lao động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quyết định sức khỏe nền kinh tế. Trong hai thập niên gần đây, việc xuất khẩu lao động theo đường chính ngạch và cả tiểu ngạch bằng container đã đem lại nguồn ngoại tệ khổng lồ cho các quan chức cộng sản, bên cạnh nguồn kiều hối dồi dào của các khúc ruột ngàn dặm gửi tiền về nước. Tất cả các đại sứ quán Việt Nam và hệ thống an ninh hải ngoại đều tham gia việc đưa người trái phép nhập lậu vào tất cả các quốc gia trên thế giới như Anh Quốc, Đức, Pháp, Nga, Úc, Canada. Mạng lưới tuyển dụng trực tiếp người rơm từ các tỉnh thành Việt Nam do bên xã hội đen làm cò và cho vay nặng lãi các gia đình có nhu cầu. Giới chức địa phương gián tiếp tham gia định hướng khuyến khích người dân bằng các phương thức tuyên truyền. Các đầu nậu người đều do phía an ninh Việt Nam điều phối và quản lý. Đây là một hệ thống tinh vi, khép kín, có sự điều hành của những chớp bù trong bộ máy công an và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, sự kiện 39 nạn nhân tại Anh Quốc chắc chắn sẽ làm cho hệ thống đưa lậu người của Việt Nam bị Liên Âu phanh phui trong tương lai, và khi đó, cả thế giới sẽ được rõ hơn bộ mặt do dân vì dân của Hà Nội. Trước mắt, nguồn lợi từ việc xuất khẩu lao động chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và đó là điều mà cộng sản Việt Nam rất lo ngại. Con số kiều hối năm 2018 được công bố lên tới 18,9 tỷ Mỹ Kim, nhưng các căn cứ của số liệu này thì hoàn toàn mù mờ, bất khả tính. Được biết, Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra con số ước tính kiều hối của Việt Nam năm 2019 là 16,68 tỷ Mỹ Kim, tương đương 6,4% GDP. Nguồn ngoại tệ từ kiều hối hiện nay có ý nghĩa sống còn trong cán cân hối đoái của Việt Nam và là số tiền tươi trực tiếp bơm vào nền kinh tế mà không phải trả bất cứ khoản lãi và điều kiện nào. Nguồn kiều hối của Việt Nam đã tăng không ngừng trong những năm qua, hơn 16 lần so với thời điểm năm 2000, và nó là nguồn máu, là trụ cột cuối cùng giúp cho nền kinh tế eo uột có cái đuôi xã hội chủ nghĩa
không bị sụp đổ. Tuy nhiên, phần lớn kiều hối của Việt Nam lại được đổ vào lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng. Số tiền này giúp cho đời sống người dân được thoải mái hơn, song không là động lực phát triển nền kinh tế. Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu đáng lo ngại khác. Thứ nhất, quy mô đầu tư ngoại quốc suy giảm nhanh chóng. Tăng trưởng đầu tư ở khu vực doanh nghiệp vốn FDI trong thời gian 2 năm qua đang giảm nhanh. Nguồn vốn ngoại quốc đã giảm tới 37,4% so với năm 2018 và các dự án mới đều có quy mô nhỏ, chỉ vài triệu Mỹ Kim, không có công nghệ cao. Chiếm tới hơn 70% giá trị hàng hóa dịch vụ xuất cảng trong tổng số 243,5 tỷ Mỹ Kim của Việt Nam năm 2018. Nhưng những gì mà Việt Nam nhận được từ khối kinh tế có vốn đầu tư ngoại quốc quả thật rất ít ỏi. Điều đáng kể nhất mà doanh nghiệp FDI đem tới là giải quyết nhu cầu lao động. Tuy vậy, hạ tầng cơ sở và hệ thống hỗ trợ công nghiệp của Việt Nam quá yếu kém, cùng với nạn tham nhũng tồi tệ, khiến cho doanh nghiệp ngày một nản lòng. Và mặc dù rất nhiều tập đoàn kinh tế Tây Phương đang rời bỏ Trung Quốc do ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung, thì điểm đến của các doanh nghiệp này lại không phải là Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái với mong đợi của nhà cầm quyền Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam đang bị tuột hạng tín nhiệm tín dụng quốc gia. Một sự kiện đáng chú ý vào cuối năm 2019, đó là công ty S&P đã hạ mức xếp hạng tín dụng nội tệ của Việt Nam vì lý do Việt Nam chậm thanh toán một số khoản vay do chính phủ bảo lãnh cho một số doanh nghiệp nhà nước trước đây. Triển vọng đối với tất cả các mức xếp hạng đều được đánh giá là tiêu cực. Theo S&P, điều này phản ánh sự quan ngại về những bất ổn của nền kinh tế và thị trường tài chính trong ngắn hạn. Nếu kết nối hai thông tin này lại với nhau, thì có thể thấy một thực tế là Việt Nam không còn là điểm đến của những dòng đầu tư mang tính chất dài hạn và có hàm lượng công nghệ cao. Mức độ rủi ro thị trường đã hiện rất rõ ràng và giới đầu tư quốc tế đang xa lánh một quốc gia đang chìm sâu vào khủng hoảng cận kề. Cho dù những bản báo cáo kinh tế và tài chính có được tô son trác vàng, thì bản chất của nền kinh tế cùng với những con số nợ và thu trên bản kế toán của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế Việt Nam vẫn không thay đổi. Cho dù những chỉ số index trên sàn chứng khoán Việt Nam có nhảy lên tới 1.000 điểm hay 10.000 điểm, thì bấy lâu nay, nơi này đã trở thành nơi tung hứng của các ngân hàng thương mại do nhà nước chi phối với giới cá mập lũng đoạn thị trường. Nó chỉ giúp cho giới siêu giàu ở Việt Nam giàu thêm bằng tiền lừa đảo được của những nhà đầu tư tham lam và hoang tưởng. Nền kinh tế 4.0 này có tính chất hên xui, giống hệt như việc mua tấm vé số, sáng mua chiều sổ và tỷ lệ ăn may là 1 trên 1 triệu. Dù cho con số tăng trưởng GDP nếu được ông Phúc tính lại nhảy vọt lên tới 12%, thì mua vé số còn có cơ may trúng, chứ nền kinh tế kiến tạo này thì chỉ có vỡ nợ và xuống hố cả nút mà thôi.